Phế thái tử cướp hoàng vị. Nghe nói bà ấy vì củng cố quyền lực của bản thân mà đã loại bỏ cái đối lập, lạm dụng cực hình, hại chết bách tính thiên hạ, chết quan vô số. Hoàng đế như vậy sao có thể là Phật Di Lặc giáng sinh được chứ? Hoàng thượng cung, người nói nhiều rồi đó, vẫn còn chưa mau đi vào lấy y phục của Thái Bình công chúa mang đến cho người sao? Tôi cũng đi, tôi cũng đi. Các người làm gì vậy? Ai bảo cô ta rảnh việc nói năng linh tinh? Mau đi làm đi. Vâng, nô tỳ tuân lệnh. Làm việc tiếp đi. Còn kêu Bụi Bụi không được gây phiền phức, tự mình lại tìm đến phiền phức. Mạnh Phàm, ngươi đúng thật là đồ vô dụng mà. Làm gì vậy? Tôi đến mang y phục cho công chúa. Được, vào trong đi. Tôi đến mang y phục cho công chúa. Được. Sao mình phải trốn chứ? Quận Dương Gia lần trước đã cứu mạng mình, nên cảm ơn ngài ấy mới đúng. Biểu thúc, thất lễ rồi. Biểu điệt không cần đa lễ. Cháu nhất định cũng vì chuyện hoàng thượng không lên triều mà đến bái kiến công chúa phải không? 3 tháng trước, sau khi hoàng thượng phát bệnh, đến nay đã luôn không gặp quần thần rồi. Đột nhiên, đột quyết thổn phiên là nhân cơ hội đến xâm chiến. Cháu nghĩ cô rất thân thiết với hoàng thượng. Nếu như cô đến đáp thăm hỏi, hoặc là hoàng thượng triệu cô cũng có thể nắm rõ được bệnh tình của hoàng thượng. Nhiều năm gần đây, hoàng thượng thánh thể luôn bất ổn, lúc tốt, lúc xấu, nhưng mà chưa bao giờ vì vậy mà không thượng triều. Tin là nhất định là do huynh đệ Trương Thị, hai tên yêu nhân đó đã thọc gậy bánh xe, cản trở hoàng thượng lâm triều để chiếm lấy triều chính. Long Cơ cũng vì vậy mà lo canh cánh trong lòng. Nhưng mà cô mấy tháng nay bị cảm phong hàn, ngự y đang chữa trị nhưng vẫn chưa khỏi. Bệnh của công chúa là bệnh cũ, không khỏi được đâu. Lần trước thổ phiên đến cầu thân, công chúa không muốn cùng với thổ mà lại không thể khước từ, vì vậy đã mượn cớ xuất gia. Cháu xem đó, hôm nay cũng như vậy. Công chúa không muốn đối kháng với huynh đệ Trương Thị, cũng không muốn đắc tội với chúng ta, vì vậy chỉ có thể xưng bệnh là được thôi. Dung Nhi tham kiến hai vị vương gia. Người y nói công chúa không thể ra gió được, phải nghỉ ngơi nhiều. Vì vậy sau khi công chúa uống thuốc xong đã đi ngủ rồi. E rằng hôm nay không thể gặp mặt hai vị vương gia được. Đây cũng xem như là một cách nói. Đã như vậy rồi, phiền cô hãy nói lại với công chúa, hai người chúng ta đã đến đây, chúng ta về trước đây. Hai vị vương gia đi cẩn thận. Biểu thúc, đến nay cô đã đổ bệnh, xem ra sau này muốn đuổi giặc ngoài vẫn phải nhờ cậy vào biểu thúc rồi. Ta sẽ dốc sức hết mình. Hai vị vương gia, quốc công gia, các ngài cũng đến đây thăm bệnh Thái Bình công chúa sao? Hai vị quốc công gia, đúng thật là trùng hợp. Cô đổ bệnh, không tiền để tiếp khách.
Ta là Lương Dương cũng phải về không đây? Không sao, người khác không gặp, nhưng công chúa vẫn có thể gặp hai chúng ta. Chúng ta đã là người mà công chúa đích thân tiến cử lên hoàng thượng, hầu hạ hoàng thượng. Đúng vậy, hai người các ngươi hầu hạ hoàng thượng rất tốt, đã hầu hạ cho hoàng thượng nằm trên giường bệnh không dậy được nữa rồi. Dương gia dạy bảo rất phải. Đến nay quốc gia gặp nạn, hoàng thượng đổ bệnh, hai huynh đệ chúng tôi cũng khó mà thoát tội. Thật ra chúng tôi sớm đã muốn mời Dương gia gặp mặt để thương lượng kế sách chống giặc ngoài, không biết ý của Dương gia thế nào. Tháp Tùng. Được, tối nay hai huynh đệ chúng tôi sẽ ở lầu Cửu Tiêu thiết đãi Dương gia, cung nghênh Dương gia đại giá. Được, tối gặp lại. Quận Dương gia, chi bằng ngài cũng đến đó đi, thêm một người, thêm một phần sức. Hiếm khi được hai vị quốc công coi trọng như vậy, Long Cơ mặt mũi nào để từ chối được chứ? Vậy thì cung nghênh nhị vị. Được, vậy tối nay gặp lại. Tam công tử, người thật sự sẽ đi gặp hai tên yêu nhân đó sao? Bọn họ có con cháu nhà Lý thị, Võ thị, những cái đinh trong mắt. Lần này hẹn gặp, thuộc hạ lo lắng bọn họ sẽ giở trò. Tuy là nguy hiểm, nhưng mà ta có thể không đi được sao? Đến nay triều đình đã lấy Nhị Trương, Tam Tư, Thái Bình công chúa là ba cái chân của một cái dạ. Lời mời vừa nãy của Trương Dịch Chi rõ ràng là muốn đối đầu với Võ Tam Tư. Nếu như ta đoán không lầm, Nhị Trương gia sẽ ra tay ở lầu Cửu Tiêu. Xem ra hôm nay chính là Hồng Mông Yến đây. Với Tam Tư này cũng không phải một giới mãn phu, đã đồng ý với ông ta rồi thì nhất định phải có chuẩn bị. Hơn nữa Nhị Trương trong lòng không phải đã có dự định trước thì đã không chủ động mời rồi. Xem ra hôm nay trên lầu Cửu Tiêu, Nhị Trương Tam Tư xung đột chính diện là khó tránh khỏi. Chất lượng của son này thế nào? Rất tốt, trông rất đẹp. Đẹp quá, đúng vậy. Đẹp quá. Tiểu phụ tỷ, ai vẽ cho tỷ vậy? Đẹp quá đó. Là Thái Phi nương nương vẽ giúp ta đó. Thật vậy sao? Thật vậy hả? Tỷ vẽ giúp muội đi. Muội cũng không biết nữa. Tiểu phụ tỷ vẽ cho bọn muội đi. Đúng vậy, dạy đi mà. Tỷ tỷ, tiểu phàm tỷ, tiểu phàm tỷ quay về rồi hả? Ngồi xuống đi. Tỷ tỷ, Thái Phi nương nương còn thưởng cho muội một chút điểm tâm quý để muội mang ra cho mọi người cùng ăn. Tốt quá. Ngon quá đi. Cảm ơn nhé. Tiểu phù, hoa mai hồng trên trán muội sao lại có vậy? Trong lúc Thái Phi nương nương hứng lên đã vẽ cho muội đó. Đẹp quá đi, đẹp thật đó. Cảm ơn. Mọi người có biết không, hình hoa mai hồng này chính là do thượng quan đại nhân mà có. Lúc đó thượng quan đại nhân có dính dáng với nam sủng bên cạnh hoàng thượng. Thật sao? Hoàng thượng vì vậy đã tức giận lôi đình, chọc nát trán của thượng quan đại nhân. Vì vậy đại nhân liền dùng hình vẽ này để che đậy vết thương. Thật vậy sao? Thì ra là như vậy. Đến tận bây giờ mọi người vẫn đua nhau bắt chước đó. Thượng quan đại nhân đúng là phi phàm, đã thưởng cho sự thông minh cơ trí của ngài ấy. Hoàng thượng đã mở ra một lối thoát. Đúng vậy, rất có lý. Mùi thật sự hy vọng mùi chính là thượng quan đại nhân ở trong cung. Chỉ cần nhận được long phúc của hoàng thượng thì muốn giết ai thì giết, có thể hưởng thụ vinh quang và quyền thế vô hạn. Thì đúng là tưởng tượng đẹp quá rồi đó. Đúng vậy, nhưng mà muốn ngồi lên địa vị này e rằng không biết phải hại tính mạng có biết bao nhiêu người. Tỷ tỷ à, nói đến giết người, hoàng thượng đã giết rất nhiều nhân tài. Nói cho mọi người biết một chuyện, hôm nay Thái Phi nương nương đã nói cho muội một bí mật. Bí mật gì vậy? Nói đi, mau nói đi. Người nói cách đây rất nhiều năm về trước, hoàng thượng
đã mang con gái ruột của mình ra. Không phải vậy chứ? Thật không? Còn nữa, Thái Phi nương nương còn nói, hoàng thượng để tranh cướp sự ân sủng của tiên hoàng, để tự tay giết con đẻ của mình. Giết hả? Hơn nữa còn giá quả cho Dương hoàng hậu và Tiêu thục phi. Nghe nói bọn họ chết một cách vô cùng thảm hại, bị chặt tay. Không chỉ có tay mà cả chân nữa. Chân chặt chặt chặt. Sau khi chặt xong còn bị ngâm trong bình rượu. Kêu la mấy ngày mấy đêm mới bị chết vì hết hơi. Thật đáng sợ. Vì vậy trước lúc chết, Tiêu Thục Phi hét to. Đáng sợ thì. Cho nên hét to như thế này: Võ thị, ngươi sẽ không được chết yên ổn đâu. Ta sẽ biến thành một con mèo, coi ngươi giống như một con chuột. Cắn chết này. Cắn chết ngươi. Mắng chửi vô cùng độc ác. Vì vậy nên ở trong cung không được nuôi mèo. Hơn nữa nghe nói hoàng thượng còn hay nằm mơ thấy Tiêu Thục Phi và Dương hoàng hậu đầu bù tóc rối. Những lời mắng chửi độc ác đúng vậy. Hơn nữa sau khi hoàng thượng nắm được triều đình, người còn ở thường ở Đông Đô Lạc Dương, mãi không quay về Trường An. Đi ra, đi ra đi. Chỉ là sát đánh thôi mà, đừng sợ. Sao vậy? Các người coi ta là người gì vậy? Có phải tưởng ta là Dương hoàng hậu hay là Tiêu Thục Phi? Xin lỗi thượng cung đại nhân. Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Mau đi nghỉ sớm đi. Đi ngủ, đi ngủ thôi nào. Đi ngủ. Tỷ tỷ lại không ngủ được à? Không phải. Ta chỉ thấy trên giường có cái gì đó hơi chói mắt thôi. Từ sau khi cha ra đi, muội biết tỷ luôn không ngủ được. Chắc là tỷ tỷ không muốn ngủ, có đúng không? Di nguyện của cha chính là muốn ta chăm sóc cho muội. Tỷ sợ sau khi tỷ ngủ rồi, muội sẽ gặp phải nguy hiểm đúng không?
Tỷ tỷ đã đến rồi thì hãy yên tâm đi. Hơn nữa, cuộc sống trong hoàng cung vốn không đáng sợ như chúng ta nghĩ. Tiểu phụ nhất định sẽ sống thật tốt ở trong cung. Tỷ yên tâm đi. Ở trong hoàng cung có rất nhiều bí mật mà chúng ta không biết, càng không biết khi nào chúng ta đắc tội với loại người nào. Vì vậy sau này chúng ta làm việc nhất định phải cẩn thận mới được. Được, tỷ tỷ, muội hứa với tỷ. Ta biết muội sẽ hứa với ta mà. Đúng rồi, hình hoa mai hồng trên trán của muội để tỷ giúp muội lau đi. Tỷ tỷ, tỷ hãy để muội xinh đẹp thêm một đêm nữa đi. Vì muội hãy nhớ sáng ngày mai phải lau sạch đi đó. Tỷ tỷ, sao tỷ giống Nguyệt Tú cô thì tỷ càng ngày càng nói nhiều rồi đó. Đừng nói chuyện có người khác giữa lúc đêm khuya này nữa. Đêm khuya không phải là dài, đã nghe rõ chưa? Nào, uống một chén đi. Nào ngũ ca, để kính huynh. Rót đầy cho ta. Tam công tử, thế nào rồi? Hồi Tam công tử, huynh đệ Trương Thị quả nhiên đã bố trí rất nhiều trọng binh ở ngoài lầu Cửu Tiêu. Hơn nữa binh mã của Võ Tam Tư cũng đã lặng lẽ hành động trong bóng tối. Xem ra nhị Trương Tam Tư quả nhiên là kiên quyết đấu với nhau. Chuyện mà cha luôn lo lắng cuối cùng thì cũng đã xảy ra rồi. Nhị Trương Tam Tư đấu với nhau nhất định sẽ gây nên nội loạn. Ngươi hãy thử nghĩ xem, đến lúc đó Đột Quyết và Thổ Phiên sẽ trở thành ngư ông đắc lợi. Vậy cha luôn kêu ta án binh bất động. Vào cung. Cái gì? Tối nay ta nhất định phải diện thánh. Cho dù thế nào đi nữa cũng không thể để Nhị Trương và Tam Tư xảy ra xung đột chính diện được. Tả hiệu úy đích thân canh giữ. Xem ra tối nay Nhị Trương không cho bất cứ người nào tiếp cận hoàng thượng. Không còn cách nào khác, nhất định phải tranh thủ thời gian đột nhập vào trong. Trước tiên hãy bắt lấy Tả Hiệu Quý. Nhưng mà Tương Dương không cho người làm vậy đâu. Ta cũng không muốn làm như vậy. Nhưng bây giờ người duy nhất có thể chế ngự Nhị Trương và Tam Tư chỉ có hoàng thượng mà thôi. Chúng ta đi thôi. Tham kiến Dương gia. Bản vương có chuyện quan trọng muốn diện kiến. Tả Hiệu Quý, phiền ngài đi thông báo hộ. Thuộc hạ phụng khẩu dụ của hai vị quốc công, ai cũng không được làm kinh động hoàng thượng nghỉ ngơi. Vậy thì ta cứ làm kinh động đó. Dương gia, mời quay về. Ngươi, tứ công tử. Các người nghe ra rõ cho ta. Trẫm không sợ các người. Không sợ các người đâu. Ra đây đi. Các người ra hết đây. Ra đây đi. Trả lại mạng cho ta. Hai kẻ tiện nhân các người. Trả lại mạng cho ta. Trả lại mạng cho ta. Trả lại mạng cho ta.
trả lại mạng cho ta. Trả lại mạng cho ta. Hai kẻ tiện nhân các người chết rồi mà vẫn quấn theo ta. Trả lại mạng cho ta. Các người hãy chết đi. Hai kẻ yêu nghiệt các ngươi, ra đây. Ra đây đi. Hoàng thượng, hoàng thượng, hai người các ngươi hãy chết đi. Hoàng thượng, hoàng thượng, nô tỳ là Tú Quỳnh. Các người ra đây, mau ra đây. Trẫm là hoàng thượng, muốn đấu với ta sao? Dựa vào cái gì mà đấu với trẫm chứ? Dương gia, ta vào hộ giá, ngươi dám cản trở ta sao? Dương gia, lẽ nào mình nghe lầm? Ngủ tiếp vậy. Muốn đấu với trẫm sao? Hai yêu nghiệt các người, ra đây, ra đây đi. Yêu nghiệt, hoàng thượng, yêu nghiệt, trẫm là Phật Di Lặc giáng thế, trẫm có 24 vị chư thiên bồ tát bảo hộ. Hai yêu nghiệt các ngươi mau ra đây. Long Cơ đến hộ giá chậm trễ, khẩn xin hoàng thượng tha tội. Xin hoàng thượng tha tội. Xin hoàng thượng tha tội. Hoàng thượng, hoàng thượng, mau triệu thái y đến mau. Vâng, không cần đâu. Hai kẻ tiện nhân hung ác kia muốn đến tìm trẫm gây phiền phức. Bọn chúng chết không đáng tiếc. Chết đi rồi vẫn muốn tranh đấu với trẫm. Bọn chúng có bản lĩnh vậy sao? Lý Long Cơ, trẫm hạ lệnh cho Khanh dẫn cấm vệ quân trước lúc trời sáng đi khám xét mọi ngóc ngách, nhất định phải tìm ra hai tên yêu nghiệt đó. Phát hiện ra kẻ nào để tóc xỏa thì giết ngay. Hoàng, hoàng thượng, giết. Thần tuân chỉ. Đi. Rõ. Trên thế gian này sẽ không có kẻ nào có thể đấu được với trẫm cả. Cho dù là làm ma cũng không đấu được với ta đâu. Tất cả đều không đấu được với trẫm. Nhanh lên, nhanh lên, mà búi tóc lên, nếu còn chậm trễ sẽ không kịp đâu. Tiểu mã Lý Công Công, ngài đi đâu vậy? Lỗ Công Công, sao lại trùng hợp vậy? Hoàng thượng muốn giết ma nữ để tóc xỏa. Hãy ai để tóc xỏa thì đều giết hết. Để tóc xỏa hả? Bây giờ đang là lúc đi ngủ, làm sao đây? Ngài đi đâu vậy? Tôi đi thông báo cho tỷ muội Mạnh Phàm biết. Đừng đợi đã. Tiểu mã ngươi nhanh lên. Các người cũng nhanh lên nào. Biết rồi. Tham kiến quận Dương Gia. Tham kiến quận Dương Gia. Hoàng thượng có chỉ, hễ kẻ nào để tóc xỏa thì giết ngay tại chỗ. Rõ, rõ. Giết hết cho ta, không trừ cái nào.
Mạnh Phàm, Mạnh Phù, mở cửa ra. Mạnh Phàm, Mạnh Phàm, nhanh lên. Mạnh Phàm, mở cửa ra. Mạnh Phàm, Mạnh Phàm, Tiểu Phù, mau mở cửa. Mở cửa mau. Mở cửa. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Mau dậy đi, nhanh lên. Có chuyện gì vậy? Đúng vậy. Mau mở cửa mau. Mau dậy. Các người mau búi tóc lên. Lát nữa cấp vệ quân sẽ đến. Những người để tóc xõa sẽ giết hết. Tại sao vậy? Không hỏi tại sao nữa. Búi tóc lên đi. Nếu không sẽ trở thành người chết đó. Ta không còn thời gian để giải thích đâu. Ta cần phải đi thông báo cho những người khác. Lát nữa gặp lại các người sau. Ta biết rồi. Công công phải cẩn thận đó. Mau mau đi thôi. Búi tóc lên, nhanh lên. Quận Dương gia cũng đã gần hết rồi. Đi chỗ khác thôi. Nhanh lên nào. Các người nhanh lên đi. Sao tay của người chậm như vậy chứ? Con biết rồi, sắp xong rồi. Nhanh lên nào. Mau búi tóc lên nào, nhanh lên. Nhanh lên đi. Người hãy mau búi tóc của mình lên. Lên đi, để ta buộc cho cô ấy. Tỷ tỷ, được chưa vậy? Đừng động đậy nữa, sắp xong rồi. Sao chậm chạp như vậy chứ? Nhanh lên đi bà. Sắp xong rồi cô. Nhanh lên để ta làm cho. Nào nào. Được rồi, xong rồi. Mạnh Nghiệp, để tôi giúp cô. Được. Để tôi giúp cô cho. Mạnh Phàm, tóc của con chưa chảy kìa. Người tú cô, con biết rồi. Tóc của người, đừng để ý đến ta nữa. Hãy mang búi tóc con lên đi. Con biết rồi. Mang búi tóc lên. Các người nhanh lên. Tất cả các người lục soát cho ta. Rõ. Hãy cái nào để tóc xõa thì giết ngay tại chỗ. Đại nhân, đêm đã khuya như vậy, các cung nữ đều đã ngủ rồi. Ngài có chuyện gì vậy? Hoàng thượng có chỉ. Kẻ nào để tóc xõa giết ngay tại chỗ. Các người rà soát cho ta. Rõ. Đại nhân, người của tôi đều đã buộc tóc rồi, không có gì đâu. Đại nhân, chúng tôi đã buộc tóc xong rồi. Người, mau đứng dậy. Người đừng giết tôi, đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Người, đại nhân, đừng giết. Xin hãy nể tình, đừng giết. Đại nhân, xin hãy nể tình. Đừng giết người của tôi. Xin hãy nể tình. Đừng giết người của tôi. Xin hãy nể tình. Đừng giết. Người tốt cô. Đầu tóc rối bù. Đừng giết cô của tôi.
Bên này tạm được rồi, chúng ta đi nơi khác xem. Dân, đi thôi. Nguyệt Tú cô cô, Nguyệt Tú cô cô, Nguyệt Tú cô cô. Ngũ ca, võ tâm tư này rốt cuộc có đến hay không? Võ tâm tư bình thường hung hăng càng quấy, sớm đã không vừa mắt với hai huynh đệ chúng ta. Hôm nay huynh đệ chúng ta mời, ông ta sẽ không tỏ ra yếu kém đâu. Ngộ lỡ ông ta không đến thì sao? Nếu ông ta không đến, chúng ta sẽ đập vỡ hang ổ của ông ta, giết cho ông ta trở tay không kịp. Dù gì hiện giờ hoàng thượng đang bị bệnh, không ai có thể quản được hai anh em chúng ta. Ngũ ca, huynh thật sự lợi hại. So với năm đó giết Thiệu Dương và Vĩnh Thái quận chúa, chuyện này đã là gì đâu? Đúng thế. Cho dù là con trai của thái tử, có đắc tội với hai huynh đệ chúng ta cũng đều không có kết cục tốt đẹp. Huống hồ là một tên võ tam tư, kẻ nào dám đắc tội với hai huynh đệ chúng ta thì cái đó đừng hòng sống sót. Đáng tiếc, ban đầu vốn không cần tam công tử tụng tán, nhưng ai bảo ta nhất thời cao hứng mời hắn tới. Có trách thì trách hắn vận khí quá xấu. Đến thật sao? Xứng đáng là võ tam tư, thì ra cũng có chút khí thế. Dân, khí thế không tầm thường, chỉ tiếc là khí chất quá bình thường, chết vẫn không đến hết tội. Tiễn ông ta một đoạn. Hạ Kiều, phim được thuyết minh bởi HD Việt. Cha, con đến rồi. Giết hết tất cả những cái phạm pháp này cho ta, hạ xuống. Xung quanh phát hiện một lực lượng lớn quân binh của Lương Dương. Đi thôi. Cha, Nguyệt Tú cô cô, cô cô. Nguyệt Tú cô cô. Mạnh Phàm, Nguyệt Tú cô cô. Nguyệt Tú cô cô. Mạnh Phàm à, Nguyệt Tú cô cô, trước cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao phải hy sinh tính mạng của bao nhiêu cung nữ như vậy? Đúng thế, tại sao chứ? Các cô đừng hỏi nữa. Sao có thể không hỏi được chứ? Người đã chết nhiều như thế này rồi,
là hoàng thượng. Lần truy sát cung nữ này là do hoàng thượng đích thân hạ chỉ. Tôi nghe Lỗ Công Công nói hoàng thượng đã bị điên rồi. Điên rồi ư? Không phải hai ngày trước hoàng thượng vẫn còn khỏe mạnh sao? Sao đột nhiên lại bị điên vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi cũng chỉ nghe nói thôi. Nghe nói hoàng thượng hai ngày nay nằm mơ thấy có hai con quỷ đầu tóc bù xù để lấy tính mạng của hoàng thượng. Trong tay hoàng thượng cầm bảo kiếm ở trong tẩm cung của mình. Ngay cả cung nữ già theo hoàng thượng bao nhiêu năm nay cũng bị giết chết. Chỉ vì một giấc mơ mà hại chết bao nhiêu người như vậy. Thật quá đáng mà. Cô nói nhỏ thôi, tôi bắt đầu đấy. Tỷ đừng nói nữa. Các cô nghe tôi nói đây. Bây giờ hoàng thượng già rồi, lại thêm bệnh nặng trên người. Theo kinh nghiệm nhiều năm ở trong cung của tôi, chuẩn bị có một cảnh tượng chém giết máu me. Vì vậy các cô vẫn nên cẩn thận thì hơn. Cô Nguyệt Tú, cô Trần Phụng Ngư, bệnh của hoàng thượng rốt cuộc như thế nào rồi? Thần sẽ kê cho hoàng thượng một ít thuốc an thần dưỡng khí, xem hiệu quả thế nào rồi mới tính tiếp được. Vậy rốt cuộc hoàng thượng, được rồi, Trần Phụng Ngư đã nói như thế thì cứ làm theo ý ông ta đi. Hạ quan xin cáo lui. Hoàng thượng, người nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Ngộ lỡ người có chuyện gì, hai huynh đệ thần cũng không muốn sống nữa. Đúng thế hoàng thượng. Đúng như thế hoàng thượng à. Yên tâm đi, trẫm sẽ sống trăm tuổi. Phải sống trăm tuổi. Hoàng thượng không chỉ sống trăm tuổi mà là hàng ngàn hàng vạn tuổi. Long Cơ, chuyện trẫm giao cho khanh đã làm xong chưa? Khởi bẩm hoàng tổ mẫu, đêm qua những kẻ đầu tóc bù xù trong cung bao gồm cung nữ 62 người, thái giám 46 người, nữ quan 18 người, tất cả đều bị xử tử ngay tại chỗ. Được rồi, A Mạn, làm tốt lắm, trẫm không nhìn lầm khanh. Người giết nhiều người như thế, mặt mày vẫn không biến sắc. Thật sự có phong thái của trẫm. Nguyệt Tú, cô xin lỗi, con không còn cách nào cứu người. Nguyệt Tú, cô khi còn sống người đã làm rất nhiều chuyện tốt, vì vậy nhất định người sẽ sớm được tới cụ lạc đầu thai thành người. Kiếp sau đừng vào cung nữa. Tỷ à, tại sao một người điên có thể giết nhiều người như vậy, còn giết nhiều người vô tội nữa? Tính mạng của cung nữ chúng ta lẽ nào không phải là mạng sao? Nói nhỏ thôi. Nói nhỏ thôi. Tối hôm qua không phải tôi đã nói với các cô rồi sao? Bây giờ các cô phải cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói.
Chuyện tối hôm qua có lẽ chỉ là sự bắt đầu thôi. Nguyệt Tú, cô hãy yên tâm lên đường đi. Nỗi khổ của đời người cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, có thể được giải thoát rồi. Mặt tướng khấu kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Tạ ơn hoàng thượng. Khởi bẩm hoàng thượng, mặt tướng phát hiện trong cung có gian tế, có thể do người của Độc Huyết hoặc là người của Thổ Phiên phái tới, mang di ngoại tộc dám mạo phạm tới thiên quy. Phi Hổ đại tướng quân, trẫm lệnh cho khanh trong ngày hôm nay dẫn theo 10 vạn binh tiêu diệt kẻ địch. Mặt tướng lĩnh chỉ. Hoàng tổ mẫu A-man, khanh lui xuống đi. Lâm Cơ xin cáo lui trước. Hoàng thượng, ngài đã có chuyện gì phiền muộn sao? Thần nguyện chia sẻ với hoàng thượng. Đồ ngốc, ngươi không vừa nghe có kẻ câu kết với kẻ địch bên ngoài sao? Chẳng có thể không lo lắng sao? Ai có thể to gan như vậy? Người hãy nói cho Lục Lăng biết đi. Lục Lăng nhất định sẽ không tha thứ cho cái đó. Chẳng nghi ngờ là A-man. Quận Dương Gia,